Nếu mua giường tầng, không đủ chiều cao, con trai bạn thích chạy nhảy. Giường bên dưới không đủ cao, chứng kiến hai anh em ngày càng lớn. Vợ chồng bạn vô cùng lo lắng. Hãy cùng nội thất đâu giải quyết vấn đề. Một vài ống vuông để hàn khung. Dùng vài cột đứng để nâng nó lên. Bọc ngoài bằng gỗ tài chế, bên vị 10.000 năm, lắp cấu trúc cờ chống thấm cho phần nệm, thoáng khí và không ẩm mốc thoải mái khi ngủ. Nên tích tắc sắp mua hai cái nệm là có giường, dù hai anh em chạy nhảy trên giường, cũng không đập đầu, thật thoải mái khi ngủ với một chiếc túi mềm dựa vào cao tường. bên cạnh để đựng những thứ bé sinh của đôi anh em trước khi đi ngủ cài công tắc và ổ cắm bên cạnh giường không còn sợ đêm tối lắp cả bên này tránh hai anh em ghen tị bên cạnh là tủ quần áo Treo bộ đồ ngủ của con trai bạn lên tủ Treo bộ đồ ngủ xinh đẹp của con gái bạn trong đóng tủ cửa bên tủ bên dưới. tránh bụi tủ treo phía trên không gian lưu trữ tăng lên không bị lãng phí ngăn kéo bên dưới lưu trữ những bí mật nhỏ của em trẻ bé trẻ em cũng cần sự riêng tư cửa sổ kính mở gấp ở giữa hai đứa trẻ đều có không gian riêng cũng có thể cùng nhau uống trà lắp nắm ngăn dưới gầm giường ngăn kéo hai bên lưu trữ tất thơm và đồ lót của con gái hai ngăn bên này lưu trữ tất thối và đồ lót của con trai ngăn giữa để đồ chơi trẻ em không lãng phí không gian lắp thêm hai cửa vòm lắp đèn led thức dậy vào ban đêm mà không lắp sợ hãi cách riêng cho trẻ khi ngủ bên cạnh là bàn học hình chữ n đó là khu vực học tập cho hai anh em hai đứa học cùng nhau cùng đỗ đại học điểm cao lắp điều hòa âm tường làm trần thạch cao thật đẹp và kín đáo lưới tản nhiệt ở đây tủ treo trên cao để được nhiều loại sách đóng cửa tủ kính tránh bụi bên cạnh làm hai tủ quần áo trẻ em cất chân trái mùa của hai anh em lên trên chơi quần áo của hai anh em bên dưới nó là thuận tiện để treo nó một cách đóng cửa Việt. tủ kính tránh bụi thực tế và giá trị cao một phòng ngủ như cả này cả hai con đều có phòng riêng đủ chiều cao cùng nhau lớn lên đến lúc lập gia đình